Maribor xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng đón chào sự xuất hiện của một nghệ sĩ rất là đáng yêu và dễ thương trong lòng Maribor. Xin mời. Cô nè con là ai? Dạ con là Nhi, con gọi cho mình từ chương trình Khẩu vị ngôi sao á cô. Sao con? Dạ chiều nay mình có lịch quay thì không biết mình đã chuẩn bị đến chưa ạ? Cô đang đi ăn với mấy bạn ở trong nhà hàng rạn biển đó. Là đồ ăn đang rất là ngon, hay làm gì con nói chương trình, cô Dung make up sẵn rồi, tới là quay thôi. Dạ được cô, để con nói với ekip. Dạ được. Rồi thưa các con rồi. Dạ rồi con chúc cô Dung ngon miệng, con chào cô ạ. Chào con. Dạ rồi. Quý vị thân mến, và đó chính là nghệ sĩ Phương Dung. Trời ơi, chị tôi đây rồi. Wow, bữa nay đẹp đàn người mà không chói lóa lắm hen. Wow, sao chị chọn cái tông màu nó rực rỡ gì chị? À là bởi vì hôm nay là nấu ăn. Dạ dạ. Mà nấu ăn thì mặc màu đỏ giống như là lửa. Hợp lý luôn. Căn bếp bữa nay là phải hừng hực, ấm cúng dữ lắm đây. Kính thưa quý vị, chị Phương Dung là một trong những nghệ sĩ cực kỳ đam mê về ăn uống. Tại vì mình đi quay phim á, mình làm mệt thì mình phải ăn cho ngon và đầy đủ chất bổ dưỡng. Dạ. Nhiều khi mà cơm đòn không có thì chị phải ship ở ngoài thức ăn nào ngon mà bổ dưỡng cho đúng cái ngày hôm đó. Thí dụ như mà trưa mà nóng nắng quá là mình ăn cơm là rất là mệt. Dạ. Mình kiếm cái món nào cũng giống như là nước đồ này nọ hay là bún chả giò thịt nướng đồ á. Dạ dạ. Ăn thì rất là ngon. Như vậy là chị bổ sung rất là nhiều loại thực phẩm để cho bảo vệ làn da cũng như là đảm bảo được sức khỏe của mình. Vậy thì em thấy là với tuổi này chị có đẹp hay là không? Cô đẹp xuất sắc luôn á. Thì đó, nhờ cái ăn uống chị bảo vệ làn da và bảo vệ tuổi trẻ của chị đó. Dạ. Quý vị lưu ý những gì mà chị Phương Dung chia sẻ nhé. Đặc biệt đến với Khẩu vị ngôi sao, đây là một chương trình có 102. Nó khác hẳn với những chương trình ẩm thực khác. Chị biết tí lời tại sao không? Sao em? Bởi vì chương trình này không phải thiên về những món ăn mà sơn hào hải vị hay là đẳng cấp 5 sao dương tầm thế giới gì hết trơn. Quan trọng món ăn ngày hôm nay là do những fan hâm mộ, những bạn trẻ có được tình cảm yêu mến dành cho thần tượng của mình nấu ăn cho nghệ sĩ ăn. Wow. Đó đặc biệt chưa? Đâm ra cái tình cảm đem vào món ăn chắc chắn nó vừa ngon miệng mà nó vừa ngon trong tâm hồn nữa chị. Chắc chắn rồi. Dạ. Sẵn sàng nha. Rồi sẵn sàng. Rồi bây giờ là tụi em cũng mong muốn là chị cũng phải chia sẻ nhiều tí về cái khẩu vị của mình. Nên bây giờ chị Phương Dung hãy cùng với Hòa Rapper đi đến khu vực tủ lạnh để mình khám phá khẩu vị ngôi sao. Chị Phương Dung, đây tủ lạnh nhà em, đẹp không chị? Đẹp. Bự vậy mới chứa được nhiều đồ ăn. Ừ. Trong đây thì không biết là món ăn nào sẽ hợp với khẩu vị của chị đây. Nhưng mà những món ăn này là một đề bài đầu tiên dành cho hai bạn chơi, là hai bạn fan hâm mộ. Xin mời chị Phương Dung chào đón hai bạn, đó chính là Tố Như và Lê Uyên. Đây, xin chào. Trời ơi, tươi chưa? Chào chị Dung chưa? Chào chị Dung. Nào, các bạn có thể chào Dung Mama cũng được. Người ta trẻ đẹp vậy tự nhiên kêu Dung Mama. Vậy chị còn anh là sao? Tôi kêu là chị đẹp. Chị đẹp. Chú. Thịt keo luôn. Trời ơi,
Vậy là cái em có dấu hiệu lão quá rồi đó chị. Chứ còn gì nữa em, dạ, trời ơi, nói vậy không biết sao, phải hỏi em lại. Biết mà. Nhan sắc là quyết định tất cả, nấu ăn đâu cần phải đẹp gì đâu. Trời ơi, fan hâm mộ chị đẹp quá chị. Đẹp quá, hai fan hâm mộ em bữa nay là chị nể lắm rồi đó. Sắc luôn á, fan hâm mộ của chị nha. Xong cái này đó, đứa nào cần chị dẫn đi đóng phim nha. Dạ. Được không? Anh xui. Em quen với chị cũng mấy chục năm rồi đó mà chưa bao giờ chị dắt em đi một phim nào luôn á, dù một vai quần chúng nhỏ thôi mà cũng không được. Em có biết cái vấn đề ăn ảnh không? Ha, ok, giới thiệu về bản thân mình đi. Em tên là Tố Như, năm nay 19 tuổi và hiện tại em đang là một cô sinh viên. Thì hôm nay rất là vui khi được đến đây tham gia và có sự góp mặt của chị cùng với một người bạn rất là xinh ạ. À, con gái thì sao nè? Em tên là Lê Uyên, thì năm nay em là 24 tuổi và công việc hiện tại của em là personal trainer, là huấn luyện viên thể hình. Dạ. Wow. Hèn chi vóc dáng thể thao năng động khỏe mạnh quá. Như vậy là ngày hôm nay hai cô gái rất là trẻ khỏe đã sẵn sàng để nấu ăn cho chị rồi đó. Tinh thần nè, tình cảm phải dồi dào vậy nấu ăn nó mới ngon. Nhưng mà không biết tình cảm các bạn dành cho chị Phương Dung như thế nào nè. Em biết chị Phương Dung là về mấy cái bộ phim gần nhất ở đây là Cuốn Mì. Còn bạn Như thì sao nè? Em thì em coi phim của chị Phương Dung lúc còn bé xíu à. Nhớ hồi xưa có bộ phim Ở Rễ á. Wow, đóng vai mẹ vợ. Ác trời ác luôn. Má có con trai đi nha con. Ngắm coi sao còn không được đó nha không, con. Không, ý trên phim thôi chứ ra ngoài đời như dâu là... má đi rồi biết. Dạ. Một hình mẫu đó. Dạ. Nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã dành cho nghệ sĩ Phương Dung. Và bây giờ khám phá khẩu vị ngôi sao thôi. Mở tủ lạnh. Giống như một cái siêu thị mini bên trong này vậy đó. Có rất nhiều thức ăn và nguyên vật liệu khác nhau. Đồ ăn cũng có, đồ uống cũng có. Bây giờ hai bạn Như và Uyên quan sát thật kỹ tất cả những món này để mình vượt qua đề bài đầu tiên nhé. Chị Phương Dung ơi, bên trong đây có món nào chị không thích không? Có hả? Nhiều không? Ít. Những món chị thích đó, nó là món khô hay món nước? Khô cũng có mà nước cũng có. Wow, tỷ lệ như thế nào? 50-50 không? 70-30. 70 là nước hay là 70 là khô? 70 là nước. Chị thích nạp năng lượng bằng nước lắm đó. Giữa động vật và thực vật á thì chị thích ăn món nào hơn? Chị thích ăn động vật hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Dung rất nhiều. Mình đóng tủ lạnh này nào. Đó là những manh mối xương xương đầu tiên để mình hiểu về khẩu vị của chị Dung. Bây giờ chị Dung có thể chia sẻ kỹ hơn về những cái hương vị đi. Cay nè, đắng nè, ngọt nè, bùi nè, chan chát nè, rồi thum thủm nè, thanh thản nè. Thì chị thích những hương vị như thế nào? Thích á thì chị thích ngọt, béo. Trừ đắng cay ra là cái gì cũng thích hết. Ghê thiệt, bao nhiêu cái gia diễn cay đắng quá rồi chị bây giờ không rồi. Thích nữa không thích đúng nữa. Rồi chính xác luôn. Chị thích ngọt ngào mặn mà thôi đúng. Dạ, phải béo béo nữa không chị? Còn thí dụ mắm nêm mắm tôm thủm thân thoảng thích ạ. Ủa ngon vậy? Thích hả? Thích ạ. Ủa cho em hỏi quê quán chị Dung ở đâu? Mẹ là gốc ở Sài Gòn. Dạ. Cha là gốc ở Trung. Dạ. Đi về miền Tây lập nghiệp. Cái gu bây giờ nó có đổi khác so với ngày xưa không chị? Nói chung là hình như nước Việt Nam này chị thích hết. Dạ. Vì vậy chị Dung là một người dễ nạp năng lượng vô người lắm. Đúng rồi. Để các bạn cứ yên tâm nha. Nào, xin mời các người đẹp lăn vào bếp. Đầu tiên sẽ là khám phá về nguyên liệu chính. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp cho hai bạn hai nguyên liệu chính đang trong vòng bí mật. Nhiệm vụ của hai người chơi sẽ phải vượt qua thử thách đầu tiên để giành quyền ưu tiên lựa chọn một trong hai nguyên liệu chính này bằng cách trong vòng 60 giây chạy về khu vực trưng bày đằng sau lưng chị Dung. Đó, mình đem về thật nhiều món, mỗi được đi được đem một món mà dự đoán xem món đó có hợp khẩu vị với chị Dung hay không. Rồi lát nữa chính chị Dung sẽ xác nhận tính hợp lệ của từng món ăn. Chị, đếm ngược đi chị. 3, 2, 1. Hết giờ. Ok, hết giờ rồi. Chị muốn kiểm tra bên phần bếp của bạn nào trước? Bạn Như hay bạn Uyên? Bé Uyên. Đây, qua đây nè. Bây giờ mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 món nha. Chị Dung thích mấy món? 4. Sao ít vậy? 4 món nào vậy chị? Bò, nuôi, bún, mắm. Mắm tôm thì chị thích. Chứ mắm nêm thì chị không thích. Không. Chà căng vậy ta. Như vậy là 4 trên 7 món. Vậy là cũng khá rồi. Dạ. Chúc mừng Nguyên. Dạ. Nản chưa? Qua cái bà nhỏ này. Dạ. Vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Chị 6 Dung món. Thích mấy món à? Má thích 3 món. Ủa 3 món nào vậy? Món này là chắc chắn là con nhìn má thích rồi phải không? Chính món chắc. Này. Rồi. Cái này. Tao. Bi đỏ ăn đẹp da bổ. Mà má không thích. Không thích.
mùa dư hay chưa? Ừ. Tốn tiền của má rồi thấy chưa? Làm dâu là mang kỳ cục con với cái. Nó nghe là dâu tôi phải dâu ông không? Trời đất ơi. Em nhập vai, em xin lỗi. Như vậy, bên bạn Như được 3 món, bên bạn Uyên được 4 món. Bạn Uyên có quyền lựa chọn nguyên liệu chính. Chúc mừng bạn. Dạ. Và đây chính là nguyên liệu chính của chúng ta ngày hôm nay. Một bên là tôm sú, một bên là bạch tuộc. Bạn Uyên, bạn chọn món nào? Em chọn tôm. Dễ luộc, dễ nấu hay sao? Dạ, tại vì em nghĩ là chị Phương Dung sẽ thích món tôm, với lại món tôm nó sẽ dinh dưỡng, bổ dưỡng. Dạ. Tận dụng ưu thế. Xin mời chị Phương Dung trao cho bạn Uyên ạ. Tôm sú nha. Đó, ngon nghe đó. Đó. Dạ, em cảm ơn chị. Như vậy thì đương nhiên là phần bạch tuộc này đã thuộc về bạn Tố Như. Đó, cố gắng đi con. Dạ. Làm bạch tuộc cực lắm nha con. Nhưng các bạn vẫn chưa có thể tự do chế biến được, đều phải tuân thủ theo công thức chế biến có sự góp mặt của nguyên liệu phụ. Và bây giờ sẽ là phần tiếp sức thực phẩm. Nhảy đi em. Trời ơi, cầm như cô gái nó quay thao vậy đó. Và bây giờ hãy sẵn sàng với phần tiếp theo, tiếp sức thực phẩm. Chị Phương Dung sẽ đón nhận được rất nhiều tín hiệu gợi ý đến từ hai bạn fan hâm mộ. Đầu tiên sẽ là bạn Uyên. Cố gắng tận dụng 60 giây đầu tiên, xuất hiện rất nhiều đề bài. Bạn sử dụng ngôn ngữ hình thể của mình hay là lời nói của mình tả về món đó, về nguyên liệu đó. Dạ. Nhưng không được phạm quy, không được chạm vào bất cứ từ khóa nào xuất hiện trên màn hình. 30 giây tiếp theo là chị Dung nhớ toàn bộ tất cả những nguyên liệu mà mình đã đoán trúng. Mình đi chợ, mình đem về cho con dâu. Sẵn sàng nha. Rồi con. Còn em, nhiệm vụ quan sát rút kinh nghiệm. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì tròn tròn á mà đập ra? Cái trứng gà. Dạ. Trời hay, xuất sắc. Cây là cái gì? Cái gì cây? Cái gì cây? Ớt. Dạ, mà nó kêu là gọi là cái gì? Ớt chuông. Dạ. Trời ghê thiệt. Cái gì mà mình hay cắt gì nè? Dài. Hành. Dạ, nhưng mà nó ở nước ngoài gọi là gì? Hành tây hả? Dạ, đúng rồi. Trời nước ngoài luôn. Rồi cái gì mà chua? Cà chua. Dạ, cái chữ đầu tiên. Nhưng mà cái này là cho thỏ ăn á. Cái mà cho thỏ ăn. 4, cho thỏ ăn cà rốt. Dạ, đúng rồi. 2, cái hết 60 giây. Đi chợ. Trời ơi, con đi chợ nào? Con gái của má nó liệu tội nghiệp nó. Trời quá. Trời ơi, con giận. Má chồng thông minh dễ sợ. Trời luôn. Ơi, mua cái gì mà sao con? Ủa? Đi chợ. Nè, đó. Con nhiều lấy nhiều rồi, nha. Đó. Chứ đừng lấy dư nha, lấy dư uổng lắm nha. Không hết giờ, 30 giây hà. 1, 2, 3 món, nhớ mấy món nữa. Nhà nào? Nãy đâu phải cái củ hành. Còn cái nãy đó hành lá thì sắc sắc là gì? Chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả. Trứng gà, có trứng gà không ạ? Có trứng. Chính xác. Tiếp theo, ớt chuông. Thiếu mất ớt chuông rồi. Hành tây. Có chính hành tây xác có luôn. Tiếp theo, có cà rốt. Có cà rốt. Và cuối cùng là thịt heo băm. Không kịp. Tiếp tục nào. Rượu vang. Trời, nhiều vậy. Còn nữa không? Oh wow, giấm nuôi. Chà, thiếu hơi nhiều nha. Như vậy là chúng ta thiếu khá nhiều món nguyên liệu phụ. Và trách nhiệm trong cuộc tình này giữ quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ thuộc về mẹ chồng Phương Dung. Lát nữa mẹ Dung sẽ chịu hình phạt giùm cho con mình. Trời ơi. Dạ, bây giờ thêm nàng nữa nha, vô nha mẹ nha. Lên em ơi. Và bây giờ sẽ là phần thi của bạn Tố Như. Bạn đã có được những kinh nghiệm nhất định rồi. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Má có hai chữ cái con thỏ nó ăn hồi nãy đó. Cái con thỏ nó ăn ấy. Cà rốt thì nãy. Cà rốt rồi hả? Cà rốt thì sẽ có gì đi chung với cái gì hồi nãy là ở nước ngoài là cà. Ủa? Rốt thì mình nấu. Ủa hành. Thôi bỏ qua đi. Cây. Rắc. Bò tiêu. Tiêu gì? Màu này màu má của lá. Màu tiêu xanh hả? Đúng rồi. Qua. Trái này uống mát lắm. Trái mà. Trái dừa. Phạm quy. Vậy thôi. Và cái món này để nấu làm bánh mì thì mình làm gì có. Bột. Đúng rồi, bột. Nấu vịt, nấu gà, nhiêu bún, nhiêu bánh mì á. Bột để nấu món bột gì. Bột cà ri. Đúng rồi, qua. Tiếp này, cái này là mình nào, đi chợ nào. Dạ, quá lìa luôn á. Mà quan trọng là mình nạp được bao nhiêu dữ liệu không thôi. Không được nhiêu hết á, được cái dừa nè. Rồi ráng chiêu không ơi. Đúng rồi. Dừa nè, cà rốt nè. Đó, để nấu cái gì. Bột đâu. Rồi xong. Có tiêu xanh không con? Có. Hên quá. Đó. Xong rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng quan trọng là bao nhiêu nguyên liệu hợp lại đây. Xin mời. Cà rốt, có cà rốt. Có cà rốt.
Khoai tây. À cái này thì mình không có gợi ý được. Bích tết ăn cái gì? Bích tết ăn khoai tây. Tiếp tục, tiêu xanh. Có tiêu xanh. Tiếp theo là trái dừa. Trái dừa, trái dừa nó nói trái gì đó. Tiếp theo. Có bột cà ri. Còn nữa không ạ? Chà, đậu bắp là lúc này hết giờ nè. Tiếp tục nè, hành tây và sả. Như vậy là món ăn ngày hôm nay chúng ta cũng đang bị thiếu một số nguyên liệu phụ rất quan trọng để tạo những cái hương vị đặc trưng của món này. Như vậy, trách nhiệm của mẹ chồng đã tăng thêm gấp đôi. Bây giờ xin mời Dung Mama bước vào vòng tiếp theo, chịu hình phạt để chinh phục khẩu vị ngôi sao. Và bây giờ xin mời chị Phương Dung hãy sẵn sàng đến với hình phạt của riêng mình. Đây là một cái mũ bảo hộ rất đặc biệt. Đặc biệt nhất là cái phần này. Một cái đinh rất là nhọn, nên chị thật cẩn thận nhé. Dâu tôi làm không lẽ tôi phạt dữ vậy? Thôi bây giờ chị đội lên nghe. Hả? Xong về ngày hai đứa biết tôi. Ừ vậy. Nhìn như là một nữ kỹ sư công trường vậy đó. Nhiệm vụ rất đơn giản, trong vòng 60 giây Dung Mama hãy cố gắng làm sao hạ gục được 5 mục tiêu là những trái bóng treo lơ lửng ở trên đầu. Có cầm... Dạ không được, tay đâu, dùng đầu thôi. Nên bây giờ hãy sử dụng một trong những năng lực rất là mạnh mẽ, thiết đầu công. Chuẩn bị 3, 2, 1, chơi. Năm trái là năm trái là mới được trái à? La quá. Yeah! Yeah! Thấy chưa mấy đứa? Hại mẹ ghê vậy đó. Chơi. Dễ thương, dễ thương. A da, dễ quá. Trời ơi, trời ơi. Hay quá. Ôi, ôi. Một ơi. Dạ, giỏi quá. Trời ơi, đáng lên còn trái nữa. Phương Dung cô. Sợ quá. Heo Dung đi gần chạy đây. Heo Dung đi gần chạy đây. Trời ơi, ơi. Được, à, bữa nay là tao mặc áo đầm nha. Tao mặc quần riêng là nãy giờ xong hết rồi. Ủa nữa hả? Ủa, sao chị nhiệt tình vậy? Hết rồi mà. Trời đất ơi. Thì hồi nãy la lên rồi, ôi chị không đếm hả? Không. Vỗ tay cho mẹ. Cho mẹ coi. Má tuyệt vời. Như vậy, chúc mừng nghệ sĩ Phương Dung. Nghệ sĩ Phương Dung đã cố gắng mang về những nguyên liệu phụ còn bị thiếu dành cho hai bạn Lê Uyên và Tố Như. Và bây giờ, chúc cho hai bạn Lê Uyên và Tố Như nấu ăn thật là ngon. Chị Dung ơi, ơi. Đi tắm thôi. Ngon miệng và trình bày rất là bắt mắt. Hai món ăn, hai thành phẩm, bao nhiêu tình cảm gửi gắm hết vô đây rồi đó. Quyên ơi, bạn đặt tên món ăn của mình là gì? À dạ là gỏi cuốn tôm. Còn bên của Như? Món của Như là món cà ri bạch tuộc. Ăn bao nhiêu cà ri rồi, bây giờ lần đầu tiên em mới nghe cà ri bạch tuộc đó. Phải có xin một mời. Sự khác biệt. Và bây giờ xin mời hai bạn sẽ di chuyển về ghế để chia sẻ nhiều hơn. Giữa hai món ăn này thì không biết là chị Phương Dung muốn thưởng thức món nào trước ạ? Nói chung hai món này là lạ đó. Dạ dạ. Coi như gỡ lại cái điểm mình nãy bị phạt thôi ha. Thì thôi giờ mình đứng ở đây mình thuận theo tự nhiên. Mình hay dùng là mình cái khai món... vị đi. Khai vị là... Là món này. Gỏi cuốn tôm. Gỏi cuốn tôm. Cái nước chấm của nó ngộ quá. Mà hình như là cái mùi thơm á là từ cái nước chấm này nè. Dạ nước chấm nó rất là đặc biệt luôn ạ. Nó có thêm một cái rượu vang nữa. Nó làm cho cái nước chấm nó sẽ cái vị nó lạ hơn. Nó kiểu chát chát mà nó thơm thơm.
Nghe lúc đầu tưởng như gọi cuốn tôm, mọi người sẽ nghĩ là cuốn với bánh tráng, nhưng không, bạn ấy là cuốn với trứng nha. Rồi bên cạnh đó là tận dụng luôn cái rượu vang của chương trình cung cấp, bạn ấy làm luôn cái nước sốt đặc biệt này. Chắc chắn ngon. Với món ăn này thì không biết là bạn muốn gửi gắm tình cảm của mình ra sao? Em cũng muốn chúc với chị Phương Dung là sức khỏe là luôn luôn tốt và công việc càng ngày càng phát triển hơn nữa. Dạ. Cảm ơn em yêu nhiều nha. Bây giờ kia thử món ăn của em nha. Đó, thử bằng cả tấm lòng chứ đừng thử bằng tấm lòng của mẹ chồng. Ăn thử coi, cái nước chấm nó lạ lắm. Dạ, dạ. Ừ, đúng là chấm vô chấm là ngon, cái mùi nó lạ lắm. Chua chua. Dạ, có giấm nên nó chua. Đúng rồi, gỏi chua, mà dạ, có chua chua chứ. Em cũng không biết ăn ớt chuông, nhưng mà ớt chuông này không biết là bạn lại làm sao á, mà cái mùi nó thoang thoảng à. Thường nồng. Thì ớt chuông nó không có cay, nó chỉ là có cái vị cho mình ăn nó ngon hơn thôi. Ngon là nhờ nước chấm. Dạ. Món nước chấm pha chế rất là lạ. Em mời chị. Mẹ Duyệt. Dạ, cảm ơn mẹ. Cà ri bạch tuộc, khoai tây. Cà ri bạch tuộc. Trước đây Tố Như đã từng nấu cà ri với những món nguyên liệu khác như là bò hay là heo gì chưa? Hay là gà chưa? Thì trước đây thì chị nấu món cà ri là cà ri gà, cà ri vịt, hoặc là cà ri với thịt bò, thịt heo. Thì đây là lần đầu tiên nhờ nấu món cà ri bạch tuộc. Oh. Nó là một món rất là đặc biệt. Và nó là danh là đặc biệt cho nên gửi tặng riêng cho chị Phương Dung. Lần đầu tiên cô ấy nấu với công thức như vậy. Tại vì chương trình cho gì là cô ấy nấu như thế thôi. Cái này mình ăn bánh mì hả? Dạ đúng rồi, ăn có thể ăn với bánh mì hoặc là ăn với bún. Ăn cơm được không? Được, được. Nếu anh thích. Cô bé này cũng khéo lắm nha. Mà hai người này hiểu ý của chị Dung là hoàn toàn là không có cay và đắng. Đặc biệt là cô này tận dụng luôn cái béo phần chị thích. Béo, béo nữa. Béo từ nước cốt dừa. Đó, giỏi quá. Đậu bắp này là rất là mềm. Đậu bắp rất là tốt nè, rất là tốt nè. Mềm mà mềm nhũng mà mềm kiểu dai dai sực sực á, ăn vẫn giòn giòn. Thôi chị quyết định đi. Món nào món chiến thắng ngày hôm nay? Thật sự là cái món này thì nước chấm của em làm rất là lạ. Uh-huh. Nhưng mà cái món này là cái món cũng là thường thôi. Yeah. Nó chỉ là nhờ nước chấm nha. Nếu mà nói là em mới 19 tuổi mà nấu được cái món này thì chị nghĩ là tuổi nhỏ, tuổi còn trẻ mà nấu được cái món này, mà món này rất là khó. Nếu mà theo mình chị chấm thì chị xin cái món này. Ồ, như vậy là chị quyết định chọn món cà ri bạch tuộc là món chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng Tố Như. Cảm ơn bạn Lê Quyên rất là nhiều. Nào, chúng ta đây nào. Bây giờ sẽ là những phần thưởng dành cho hai bạn người đẹp rất là đáng yêu, dễ thương và đặc biệt là nấu ăn rất ngon ngày hôm nay. Đầu tiên là giải nhì nha. Một voucher trị giá 500.000 đồng đến từ nhà tài trợ đã thuộc về bạn Lê Quyên. Đây, cảm ơn chị. Quên nữa, còn phần quà của chương trình. Dạ, đây cho bạn Lê Quyên. Được, cảm ơn bạn rất nhiều. Còn đây, phần thưởng dành cho người chiến thắng là bạn Tố Như. 19 tuổi, rất là trẻ. 5 triệu đồng tiền mặt cùng với một voucher trị giá 1 triệu đồng của nhà tài trợ và một phần quà đến từ ban tổ chức. Cảm ơn bạn. Đây. Chà. Quyên ơi, coi như là bữa nay tại vì mình chưa có nhiều điểm cộng để hợp khẩu vị với chị Phương Dung, nhưng mà vẫn yêu mến chị ấy chứ. Dạ, đương nhiên ạ. Cảm xúc như nào khi về vậy ạ? Thực ra là em đến đây là để em nấu cái món thức ăn mà em nấu tốt nhất để cho chị Phương Dung thôi. Còn thắng hay thua thì không quan trọng. Dễ thương chưa. Còn với cảm giác của Tố Như như thế nào ạ? Thì hôm nay em cảm thấy rất là hạnh phúc và vui. Tại vì cái món này em nấu với một cái tình cảm rất là đong đầy, một cái món rất là đậm đà, cũng giống như là cái sắc đẹp của chị Dung vậy, ngày càng mặn mà. Thấy thương. Một người đời đẹp không bao giờ có tuổi. Trời ơi. Chị có đó, 19. Cảm ơn hai người đẹp rất nhiều và đặc biệt là cảm ơn chị Phương Dung. Chị hãy cứ mãi lạc quan yêu đời như vậy và đặc biệt là gặt hái được nhiều thành công và tình cảm của mọi người ạ. Cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.